Ukraine và dân quân ly khai đồng ý để dùng thêm các biện pháp để giảm vi phạm ngừng bắn, tin từ Minsk, Belarus. Đại diện dân quân thân Nga và đại diện chính phủ Ukraine đã đồng ý để áp dụng thêm một số biện pháp để có bảo đảm không diễn ra vi phạm ngừng bắn tại miền đông Ukraine. Hiệp ước ngừng bắn ký kết vào ngày 5 tháng 9 đã thường xuyên bị vi phạm. Chính phủ Ukraine tố cáo Nga tiếp tục đưa người và vũ khí qua miền đông và ra lệnh cho quân đội Ukraine phải luôn luôn ở trong tình trạng ứng chiến. Cựu Tổng thống Leonid Kuchma, đại diện cho Ukraine, nói với báo chí ở thủ đô Minsk của Belarus rằng hai bên đồng ý đưa trọng pháo có nòng súng trên 100 ly rời xa chiến tuyến 15 cây số và thành lập vùng trái độn rộng 30 cây số. Hiệp ước sẽ được thi hành trong thời gian 24 giờ đồng hồ sau khi ký kết. Đại diện của Tổ chức An ninh và Cộng tác ở châu Âu hay OSCE là bà Heidi Tagliavini nói rằng vào thời gian thi hành, quan sát viên OSCE sẽ giám sát trong vùng được quyết định. Ông Alexa Zakarchenko là người lãnh đạo dân quân ly khai nói rằng không có câu hỏi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk sẽ tiếp tục ở với Ukraine hay không. Vấn đề này chưa thảo luận. Tổng thống Petro Poroshenko đã đồng ý đình chiến sau khi dân quân ly khai đổi ngược tình trạng chiến trận, làm cho quân đội Ukraine bị tổn thất nặng. Đang ở trong tư thế tấn công, quân đội Ukraine bị phản công và bao vây. Dân quân mở mặt trận mới uy hiếp thành phố hải cảng Mariupol. Kyiv tố cáo Nga đã đưa trên 1.000 quân và vũ khí qua giúp cho dân quân ly khai.